mà chị hết mất rồi. Chú Hưng, con bán hết bún cá, bây giờ con bán qua bánh canh cho chú luôn rồi. Cảm ơn, con không thèm. Cảm ơn, con không thèm. Ủa? Bánh canh, bánh canh đây mọi người ơi, bánh canh ba mẹ tôi. Bún cá kho số 1 Việt Nam, không có đối thủ. Bánh canh Đàm Vĩnh Hưng, bánh canh Đàm Vĩnh Hưng, 30.000 một tô. Anh rang bún cá nè, ăn bún cá. Chị, rang bún cá em nấu đi chị. Bún cá đi à, bún cá đi, 30.000 một tô. 30.000 một tô, mấy em ơi, 30.000 một tô. 30.000 một tô ăn kèm với rau sống. Tô như thế này thôi mà mọi người ăn no cả gia đình. Ôi trời ơi. Không ăn no cả gia đình à. Có một người ăn một chín người kia nhìn. Đấy. Bánh canh Đàm Vĩnh Hưng, bánh canh Đàm Vĩnh Hưng, 30.000 một tô, 30.000 một tô, ai khoi ngô bán 25.000. Rồi lại đây em bán cho. Ngoại ơi, con dắt được 3 mối. Ba có 3 khách đầu tiên. 3 khách đầu tiên rồi. Ricky ơi, có khách chưa? Anh bán canh không anh đẹp trai? Nụn. Bán canh không anh? Bánh canh cá đi. Anh ơi, ăn bánh canh không anh? Bánh canh 30.000 một tô. 30.000 một tô. Ngay chỗ anh Đàm Vĩnh Hưng. Bánh canh cá đi. Đây. Dạ. Em dắt được một khách rồi. Ba tô. Chi con phải đứng lên lấy tiền cho ba. Dạ ơi. Tiền lấy tiền 30.000. Dạ đây cho con 30.000, cho xin 30.000 ạ. Đây, trời ơi. Anh công nhân, mấy người là biết anh cá người này, mặt ai cũng xinh đấy. Wow. Đây là bản mẫu là gì nè. Anh sẽ nấu cho em một tô thật ngon nha. 50.000 thôi, 50.000 hai tô luôn cũng được. Wow. Chị đừng ăn bánh canh, chị ăn bún cá của em đi chị. Anh. Ăn bún cá đi chị. Đây nè, bún cá kho ngon cực kỳ đây. Bánh canh anh ơi. Dạ đúng rồi. Với lại sườn cá ngừ. Ăn bánh canh không anh trai? Bánh canh nha. Bánh canh 30.000 một tô. Anh chị ơi. Bánh canh. Không, bên này ghê lắm trời ơi, không có ai mà bánh đâu đâu bánh canh hết trơn. Ừ. Lấy chi, bánh canh 30.000 một tô. Nè anh bán 30.000 mất đi 7 rồi. Một tô bún lên, chạy quá. Thử liền. Dạ, đây. 30.000 thôi. Dạ, em xin 30.000. Ủa sao bên đây miễn phí mà. Gì vậy? Ủa gì vậy? Có đó. Dạ, bên đây mới miễn phí. Còn bên đây hàng chất lượng là bán hả? Dạ, bán chất lượng luôn. Cá mua biển là có loại cá nào. Rồi, hỏi tiền. Trời ơi, mình đã đợi lâu lắm chị ơi, qua đây mời em chị qua đây. Chuyển khoản, ok, chuyển khoản, rồi, chuyển khoản, trời ơi, chuyển khoản luôn. Ở đây có quét Momo, chuyển khoản nhận hết. Còn quẹt hết nha. Bánh canh, bún cá, chị mình ơi, giúp em chị mình ơi. Chụp hình mỗi tay, mỗi chân quẹo vô ăn. Đi ăn bún cá. Dạ, em mời anh đây nè, anh chị em bán bên đây nè. Chị ơi, chụp hình sau nếu mà mình hao calo quá mình có thể qua đó ăn bún cá em bán em nấu ạ. Nhanh lên. Anh ơi. Ăn bún cá. Phải cho tôi ơi. Em bán bún cá. Cái vụ nhận khách nữa hả? Xin chào mọi người. Em là Phương Mỹ Chi và em đang bán bún cá bên kia. Em mời cả nhà. Bánh canh vô cho ấm bụng. Em mời cả nhà. Vậy mình ăn bún cá đi hai chị. Đây, em mời hai chị qua bên đây. Cả nhà yêu của Kem ơi. Em mời Huy Khách à, em mời Huy Khách. Chị qua ăn bún cá ngon hơn được. Trời ơi con nhỏ này. Đừng ăn bánh canh chị yêu. Ăn bánh canh đi, bánh canh lường cá kiếm. Ngoại ơi. Ăn bánh canh cô. Yêu tôi ngoại. 30.000. Cứ vô ăn đi. Rồi hai tô mỗi người bưng tô. Dạ đây. Cái này là bún cá. Bún cá kho thơm. Mình ăn chung đi. Ngon lắm. Đó. Ngon lắm luôn trời đất ơi. Rồi anh cho em xin 30.000. Ba tô 90. Trời bánh canh lường cá kiếm là ngon nhất nách luôn. Đi ăn bánh canh. Mọi người ơi, 8 tô cuối cùng. Giá khuyến mại hấp dẫn 30.000, 8 tô cuối cùng ăn giơ tay 8 tô cuối cùng. Rồi cho chị một tô nè ngoại ơi. Ơ hả, một tô hả? M-
Mời mọi người, mời mọi người, mời mọi người. 30.000 một tô, 30.000 một tô. Đó, đây chị. Em mời chị à, cảm ơn chị rất rồi, nhiều. Rồi, bữa nay mình còn bán không à? Còn 2 tô. Rồi, em mời chị nha. Dạ, cho em xin 30.000. Rồi, cảm ơn con. Ui, cha cha cha. Cất vô con. Chi. Còn 2 tô nữa, còn 2 tô nữa. Một tô cho con gái luôn. Một tô của con. Một tô mới cuối cùng còn một tô. Còn một tô thôi, ăn bún ở đây. Em bán bún cá bên kia kìa. Đúng rồi, em Phương Mỹ Chi đây, em mời chị gái xinh đẹp qua bên đây. Ngoại ơi, cho chị đẹp một tô. Một tô cuối cùng con ơi. Ủa, tô cuối cùng hả? Ừ, ba chục còn ngoại chị ơi. Ba chục. Nhưng mà chị hết mất rồi. Chú Hân, con bán hết bún cá, bây giờ con bán qua bánh canh cho chú luôn rồi. Cảm ơn, con thèm. Cảm ơn, con thèm. Ủa? Trời ơi, là trời không có ai mà đổ như vậy luôn đó. Trời ơi, cái gì vậy? Ai luôn mà đổ cái này vừa đổ vô cái nồi này. Nhiều tiền cả thôi. À, ôi, nhiều tiền cái gì ơi. Tiền nè. Em bé có ăn hành không? Trời ơi, cái gì mà không có thấy cá đâu hết trơn vậy? Thôi nè. Ngon mà. Anh phải bữa anh vừa khen tí nhớ chuyển khoản cho tôi. À, mua rồi mà chưa chuyển khoản, giờ em bị đi theo nè. Trời đất ơi, bán buôn nhưng mà cho lừa đảo. Trời ơi. Mày lừa. Mặt mày giờ. Em bé một tô, em bé một tô. Đâu nè. Hành không, hành không? Không ăn hành rồi nè, em bé con rồi. Ơi. Trời ơi, con tôm nào con thấy bà bắp đùi cô con ơi. Hay đùa. Nè, ăn đi con. Mọi người thân mến, số lượng tô bán ra bằng nhau. Tuy nhiên, đội của bà ngoại Vũ Hà bán trước nhanh hơn, hết nhanh hơn. Nên đội của bà ngoại Vũ Hà và Phương Mỹ Chi chiến thắng mọi người. Yeah, một mất một còn chiến thắng nha. Yeah. Mình bán ra cũng hết nhưng mà hơi chậm cho nên mình là người thua cuộc không sao cả. Nhưng mà chúng ta cũng làm được một việc rất ý nghĩa mọi người ha. Không phải, cái đó là một cái điều đó đương nhiên rồi. Còn nhưng mà tại sao mà người ta bán nhanh hiểu không? Tại với sao ạ? À? Gương mặt bác ái. Nè, thôi cái này không phải con làm chứng. Bây giờ bên đó bán thấy là cử Phương Mỹ Chi ra chèo kéo phải không? Chèo kéo. Chèo kéo ai? Mình chèo bán đội make up của chính Phương Mỹ Chi. Đúng vậy. Đi ra ăn bún cá đi anh. Anh ra bún cá, ra ăn bún cá. Ủa? Nhưng mà mua bán mà được chèo kéo rồi, ai đem make up nhiều heo là có đợi đúng không? Tại sao em không đem từng 5 make up như Phương Mỹ Chi? 5 make up rồi hả? Dạ, một người thất bính. Mình bán mình có quyền đi tiếp thị chứ. Hàng mình ngon, mình có tự tin. Được, không sao.